Dạ rồi, xin thân ái kính chào của cô chú với anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước à. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của em Phạm Nhi ha có tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai hàng chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha, giống siêu bông Sài Gòn nè, rồi dảo siêu nụ nè, cúc cam nè cô chú anh chị ha, dảo nhung, dảo ra phúc, ghép gốc nhớt như thế này cô chú anh chị ha, hầu như là liền cốt hay nè, có cái thì liền cốt 100%, có cái thì cũng liền cốt khoảng tầm 70-80% cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không nói thời gian nữa ha, mà cô chú anh chị mình vào gặp luôn em Nhi đi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ, em xin chào anh, em xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Thì cũng mấy ngày ha, cho em bận anh là không có lên clip á. Thì cũng mong cô chú anh chị mình nè, hôm nay em lên lại cũng mong cô chú anh chị mình hương tình ủng hộ cho em nha. Rồi. Rồi, vô cây đầu tiên hết cô chú anh chị là mã số 1H, là một cây dảo siêu âm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 1H, một cây siêu âm Sài Gòn ha. Nụ dạ. Có nha cô chú anh chị, nốt nụ rất là nhiều nha. Đây. Dạ. Cây này cho Tết là ok ok luôn á nha cô chú anh chị cũ mình. Nè. Dạ, hôm nay nè, em xả hàng xả vườn luôn nha cô chú anh chị mình, nên giá chỉ từ 100 mấy thôi đến 200.000 một cây rồi ha. Cô chú anh chị mình đón xem nha. Hoành là mình được 8. Rồi. Cao 44. Tán ngang 48. Rồi, cái dảo siêu âm Sài Gòn này xin giao lưu giá chỉ 180.000 thôi ha. Rồi, 180.000 ha. Dạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 2H. Rồi. 2H là một cây dảo siêu bông nữa nha cô chú anh chị mình. Nè, nút nụ rất là to luôn nha cô chú anh chị mình. Rất là to nha cô chú anh chị. Đây. Dạ, chuẩn bông nụ luôn. Nụ sáng ha cô chú anh chị ha. Đó, nguyên cái củ nằm dưới nè cô chú anh chị đây. Rất là dễ thương ha. Đó, nguyên cái củ nè, đó, phần ốc nằm dưới ha. Hoành của nó là mình được 7. Rồi. Cao là mình được 42. Rồi. Tán ngang là mình được 44. Rồi. Rồi, cái dảo siêu âm Sài Gòn này xin giao lưu giá chỉ 150.000 ạ. Rồi, đổi cây luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số 3H. 3H là cây dảo siêu nụ nha cô chú anh chị mình. Siêu nụ cô chú anh chị ha. Mình nhìn cho cái dạng nụ nó là mình thấy nó khác liền cô chú anh chị ha nè. Siêu nụ khác mà siêu bông khác nha cô chú. Rồi. Siêu nụ bông nó nhỏ hơn siêu bông rất là nhiều nha, nhưng mà siêu nụ thì nụ nó siêu đầy nhiều. Đặc luôn. Củ đế nè cô chú anh chị, nguyên củ ha. Rồi. Rồi, thông số luôn đi em ơi. Củ nó quá hết trời luôn. Hoành được 8. Rồi. Ừ. Mình củ là được 21. Rồi. Cao 49. Tán ngang 41. Rồi. Rồi, cây dảo siêu nụ này xin giao lưu giá chị 170.000 thôi nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 4H là cây dảo đa phúc nha. Rồi. Đa phúc nè cô chú anh chị mình. Nụ nè cô chú anh chị ơi, có nốt nụ nha. Đa phúc bông rất là đẹp nha. Rồi. Rồi, đã thông số đi em. Hoành được 8. Rồi. Cao 46. Tán ngang 46. Rồi, cây dảo đa phúc này xin giao lưu giá chỉ 150.000 ạ. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 5H. 5H là cây dảo nhung nha cô chú. Cây này tàn khá là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Nụ nè cô chú anh chị ha. Dảo nhung nha cô chú anh chị. Nút nụ nè, ngon lành nha cô chú anh chị. Dạ. Cây tàn khá luôn nha, nút nụ rất là sáng và to luôn nha cô chú anh chị mình, rất là to luôn á. Rồi. Thông số luôn đi em ơi. Bông của nó thì siêu đẹp luôn. Hoành của nó là mình được 9. Rồi. Củ chân nó dưới hai chân hết cô chú anh chị mình. Rồi. Cao 53. Tán ngang là mình được 40. Rồi, cái dảo nhung này xin giao lưu giá chỉ 220.000 nha. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 6H. Rồi. 6H là một cây đa phúc nha cô chú. Nụ có nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Nụ rất là nhiều ha. Nguyên cái củ luôn nè cô chú anh chị. Đây. Rồi, nó thông số luôn đây bạn ơi. Đâu rồi em ơi. Rồi, hoành là mình được 8. Rồi. Cao mình được 46. Tán ngang là mình được 43. Rồi, dảo đa phúc này xin giao lưu giá chỉ 160.000 nha cô chú. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7H là một cây dảo siêu nụ nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Nguyên cái củ giá, cô chú anh chị. Giá rẻ sập vườn luôn nha cô chú. Rồi, đã thông số nè. Rồi, chỉ có clip này với lại clip mấy clip sau là em không có xả nữa nha cô chú. Hoành được 8. Rồi. Cao 43. Tán ngang 40.
Dạ. Rồi cái giỏ sư nụ này xin cho đâu giá chị 160.000 nha. Rồi đổi cây luôn em ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 8H là một cây giảo đa phúc tiếp nha. Rồi một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Nụ có nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn, to lắm. Rồi cô chú anh chị nào mà ở xa là mình mua những cây như thế này ha, để mà cho bông kịp hết cô chú anh chị mình. Rồi thông số luôn đi em. Dạ. Hoành được 8. Rồi. Cao 47, tán ngang 46. Rồi cái giá đa phúc này xin cho luôn giá trị 150.000 nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 9H là một cây giả siêu nụ cho cô chú anh chị mình. Rồi một cây giả siêu nụ ha. Nụ còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nha bông gió cô chú anh chị mình coi nè, bông gió mới ra chùm chùm vậy đó, một màu nụ màu á. Một nụ 6-7 chùm luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Rồi để em đem hộp số cho cô chú anh chị mình xem nha. Hộp số luôn em. Nụ còn rất là nhiều nha. 9. Cao 41. Tháng ngang 37. Rồi cái giáo siêu rụng này xin Zalo giá trị 150.000 nha. Rồi mình đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 11H. 11H là tiếp tục là cây giáo siêu rụng nha cô chú. Rồi siêu nụ cô chú anh chị ha, nó có nở một vài cái bông gió cô chú anh chị ha, nhưng mà nụ thì vẫn còn rất là nhiều nha cô chú anh chị, an tâm nha, nụ còn siêu nhiều luôn nha. Góc hình thú luôn cô chú anh chị. Hoành được 9. Cao 41. Tán ngang 40. Rồi. Rồi cái cây giảo siêu nụ này xin Zalo giá trị 150.000 nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12H là một cây cúc cam, cũng là cây cuối clip của em nha cô chú. Cây mua có nút cây bông một cam gì chơi Tết luôn cô chú ơi. Có nút nụ nha cô chú anh chị, đây nụ nè cô chú anh chị. Đế được 3 chân ha. Hoành được 7. Rồi. Cao 44. Ngang 44. Rồi cái cúc cam này xin Zalo giá trị 150.000 nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi cúc cam nha, nụ nó hơi thưa cô chú anh chị mình lưu ý xem kỹ giùm em nha. Rồi. Rồi đây cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em ở những clip trước nha. Clip này thì cây quá trời rẻ rồi, cũng mong cô chú anh chị mình hương tình mà ủng hộ nha. Rồi cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mà lấy sỉ để bán Tết á thì nhanh tay liên hệ nha, tại vì em còn cũng không có nhiều đó cô chú anh chị mình. Mua thì nhanh tay ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.